cựu vương thế giới review lại khoảng thời gian cai nghiện. Cho những ai chưa biết thì thời điểm cuối năm 2021, Toys, một trong những thành viên chủ chốt của Taipei Assassin, từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2012, đã bị bắt và cáo buộc về hành vi tàng trữ, buôn bán chất cấm. Mới đây, vào ngày 5 tháng 10, Toys bất ngờ đăng một video review lại khoảng thời gian mình bị bắt buộc phải đi cai nghiện. Trong đoạn video, cựu tuyển thủ đứng giữa của TBA cho biết, điều kiện trong trung tâm cai nghiện cực kỳ tồi tệ. Anh bị buộc phải sống chung trong một căn phòng nhỏ với 3 người khác. Các nghiện sĩ sẽ được dùng thuốc an thần trong trường hợp không cắt cơn được. Toys cho biết những người nghiện sẽ khá vật vã mỗi khi đói thuốc, nhưng thứ khiến anh ám ảnh nhất chính là mùi hôi chân trong căn phòng nhỏ đấy. Toys cũng không quên cảnh báo người hâm mộ và khán giả về sự nguy hiểm của chất cấm và mong là không có ai bước vào con đường của anh nữa. Hồi cuối năm trước, Toys đã được một vé đi thẳng đến trung tâm cai nghiện và bị buộc tội buôn bán tàng trữ chất cấm. Theo truyền thông Đài Loan, Toys đã chịu nhiều áp lực sau khi bị bắt buộc cưỡng chế cai nghiện hồi giữa năm. Anh hiện nay đã được tái hòa nhập cộng đồng và tiếp tục công việc YouTuber, streamer. Toys nổi tiếng nhất thời còn là đội trưởng của TBA trong quãng thời gian từ 2011 tới 2015. Đỉnh cao sự nghiệp chắc chắn phải nhắc tới chức vô địch thế giới mùa 2 sau khi anh cùng TBA đánh bại Azubu Frost, nhà vua của Liên minh Hàn Quốc thời điểm bấy giờ với tỷ số 3-1. Khi đó, tuyển thủ 30 tuổi được đánh giá là đứng giữa hàng đầu thế giới với hai vị tướng làm nên thương hiệu là Oriana và Twisted Fate.